Hôm nay con sẽ ôn tập lại chuyên đề về câu bị động. Một đáp án. Công thức. Bị động được chia với công thức chung là động từ to be cộng với động từ chính được chia ở dạng thêm ed hoặc cột 3 bất quy tắc. Ở thì hiện tại đơn am is a cộng với động từ thêm ed hoặc cột 3 được gọi là động từ P2. Mọi người nói tiếng Anh ở đây, tiếng Anh được nói ở đây, vậy động từ speak chia thành is spoken. Am is a cộng động từ speak đưa về spoken cột 3. By people bỏ đi, phần này tí nữa cô sẽ giảng. Hiện tại tiếp diễn, anh ta đang làm một nghiên cứu quan trọng. Vậy cái này là tân ngữ, chuyển lên. Nghiên cứu quan trọng đang được thực hiện ở đây. Is doing chuyển thành is being done. Doing chuyển thành done vì nó là cột 3. Và being được thêm vào vì nó là hiện tại tiếp diễn. Vậy công thức của nó là am is a cộng being cộng với P2. Quá khứ đơn, was were cộng với động từ P2. Ai đó đã lau căn phòng này đã được lau. Vậy đây động từ clean chuyển thành was cleaned. Đáp án là was were cộng với P2 ở quá khứ đơn. Hiện tại hoàn thành. Anh ta không mặc cái áo đó nhiều năm nay rồi. Vậy cái áo đó không được mặc. Hasn't worn chuyển thành hasn't been worn. Đã thêm been vào. Và động từ worn ở đây vẫn là cột 3. Công thức chung của hiện tại hoàn thành. Has hoặc have cộng been cộng với P2. Tương lai đơn. Công thức will hoặc shall cộng với be cộng với P2. Vì sao? Sau be, sau will thì động từ phải nguyên thể. Vậy đây là phải là be nguyên thể. Tôi sẽ nói cho bạn khi nào thì đến lúc bắt đầu. Ở đây là you will be told. Will tell chuyển thành will be told. Will shall be cộng P2. Tương lai đơn là will be being cộng P2. They will be building. Họ sẽ đang xây một ngôi trường này. Ngôi trường vào thời điểm này và năm tới. Vậy một ngôi trường sẽ đang được xây. A school will be being built. Công thức số 7 thì quá khứ tiếp diễn. Was were cộng being cộng với P2. Chị của tôi đang làm bánh lúc 8 giờ ngày hôm qua. Vậy bánh đang được làm. Was baking chuyển thành were being baked. Quá khứ hoàn thành là had been cộng với P2. Nhưng ở đây các con nhìn thấy chủ động chỉ có had cộng P2 thôi. Họ đã phá hủy tất à, họ đã hủy đi tất cả những tài liệu trước lúc nửa đêm. Tất cả tài liệu đã bị hủy, had been. Các con nhìn thấy thêm been. Công thức của nó là had been cộng với P2. Be going to, am is a cộng going to. Và động từ bị động được chia ở cái vế này. Chứ cái này không phải là bị động. Chúng tôi sẽ mua cho cô ấy một món quà. Vậy cô ấy sẽ được mua. Được chưa? Bị động nằm ở đây này. Đấy. Lưu ý này, khi tân ngữ là her nhá, thì chủ ngữ đảo lên và thành she chứ không được là her nữa. Các động từ tình thái. Đây là động từ tình thái. Vì sao gọi nó là tình thái? Bởi vì một mình nó là chưa đủ nghĩa. Và nó phải thêm một cái động từ nữa đằng sau thì nó mới đủ nghĩa. Đấy gọi là động từ tình thái. Bạn có thể làm bánh từ trứng. Vậy bánh có thể được làm. Vậy bị động sẽ phải chia ở từ make chứ không chia ở động từ tình thái. Đáp án của câu bị động sẽ là cakes can be made from eggs. Được chưa? Đây là from eggs. Động từ tình thái, công thức của nó là động từ tình thái. Sau đó là động từ to be, động từ chính chia cột 2, cột 3 bất quy tắc. Lưu ý này, bị động có rất nhiều lưu ý và đây cũng là một cái phần rất là quan trọng trong kỳ thi vào lớp 10. Lưu ý đầu tiên, các con sang phần 2 La Mã. Khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì bắt buộc bao giờ cũng phải chuyển cái đối tượng gây ra hành động xuống cuối câu. Nếu người gây ra hành động là tên riêng hoặc danh từ thì bắt buộc phải có by cộng với cái người đó. Ví dụ, tổng thống đã trao tặng huân chương, vậy là huân chương được trao bởi tổng thống, cái này là con không được bỏ đi. Đấy, cái này không được phép bỏ đi bởi vì nó là thành phần bắt buộc xuất hiện trong câu bị động. Nó là một danh từ riêng. Những cậu bé đánh vỡ cửa sổ, vậy là cửa sổ bị đánh vỡ bởi cậu bé, bởi những cậu bé chứ không phải là bởi những cô bé. Vậy cái này the by the boys không được bỏ. Còn nếu người gây ra hành động là someone, ai đó, con người, họ thì bắt buộc phải bỏ cái tác nhân đứng đằng sau từ by. Được chưa?
Bởi vì đây là cái người chưa xác định. Ai đó đã lấy túi của tôi có biết ai đâu. Chỉ biết ai đó lấy thôi chứ tôi không biết chính xác là ai. Vậy đây trong câu bị động by someone được bỏ đi. By somebody bị bỏ. By people bị bỏ. By they bị by them bị bỏ. Bắt buộc phải bỏ. Nếu không bỏ là sẽ thành câu sai. Khi người gây ra hành động là các từ phủ định thì ta phải đổi câu bị động thành câu phủ định. Không ai giúp tôi làm công việc đó, vậy tôi không được giúp. Lúc này cái từ gây ra hành động là một từ phủ định. Vậy trong trường hợp này các con sẽ phải chuyển cái câu khẳng định ở bị động thành câu phủ định. Tôi không được giúp. Đấy, wasn't helped with the work. Chú ý số 2, đó là dùng with để chỉ công cụ gây ra hành động và dùng by để chỉ tác nhân gây ra hành động. Anh ta bị bắn bởi nhân viên cảnh sát với một khẩu súng trường. Đấy, bắn bởi đây là bởi người. Bằng thì là bằng một khẩu súng. By cộng với người và with cộng với đồ vật. Căn phòng đầy khói. Khói không phải là người gây ra hành động, nó chỉ là một cái công cụ nói về cái hành động đấy thôi. Vậy ta dùng từ with chứ không dùng từ by ở đây. Sang phần 3 là trạng ngữ của câu bị động. Trạng ngữ chỉ cách thức, tức là nói xem cái hành động đã xảy ra như thế nào, thì nó sẽ đứng giữa động từ to be và động từ chính. Vấn đề được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Vậy cái kỹ lưỡng này nó miêu tả cái cách thức của cái hành động nghiên cứu. Vậy nó đứng giữa động từ to be và động từ chính. Các trạng từ chỉ tần suất luôn đứng ở trước động từ to be. Đấy, chưa từng, luôn luôn, vân vân. Cô ấy sẽ không bao giờ được thăng tiến. Đấy, never be cộng với 2. Đặc biệt, cái này là cái rất hay xảy ra. Đó là trạng từ chỉ địa điểm luôn đứng trước by cộng với người gây ra hành động. Sau đó mới đến trạng từ chỉ thời gian. Anh ta được tìm thấy ở trong rừng. Thời gian nhé. Bởi nhân viên cảnh sát. Vậy bởi cộng với người gây ra hành động phải đứng sau trạng từ chỉ địa điểm. Và cuối cùng ngày hôm qua thì cái này sẽ là trạng từ chỉ thời gian đứng cuối câu, đứng sau người gây ra hành động và đứng sau từ chỉ địa điểm. Phần 4 là lưu ý khi chuyển sang câu bị động. Họ đã cứu sống một con chó ngày hôm qua. Một con chó được cứu, thì con nhìn kỹ trong câu này. Khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động thì con phải lưu ý nếu chủ ngữ là số ít thì động từ con phải chia số ít. Còn nếu là số nhiều, động từ sẽ phải chia số nhiều. Động từ có hai tân ngữ thì chúng ta sẽ chuyển thành hai câu bị động. Họ đã cung cấp cho cảnh sát thông tin. Tân ngữ thứ nhất là cảnh sát, tân ngữ thứ hai là thông tin. Vậy ở đây, cảnh sát được cung cấp thông tin. The police là danh từ số nhiều, chúng ta chia thành were given. Thông tin là số ít, chúng ta chia thành was given. Nhưng nếu một nhân viên cảnh sát được cung cấp thông tin thì chúng ta nhìn thấy là given the information. Nhưng ở đây thông tin được cung cấp cho cảnh sát, lúc này con phải thêm giới từ to. Tương tự như vậy, họ đã tặng anh ta giải thưởng cho cái bài luận. Anh ta được tặng giải thưởng, awarded a prize. Thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái tân ngữ chỉ vật mà đứng làm chủ ngữ thì lại vẫn phải có to. Một giải thưởng được tặng cho anh ấy, to him. Tiếp tục, Harry gửi cho tôi hoa. Vậy tôi được gửi hoa, sent some flowers. Nhưng khi tân ngữ chỉ vật đào lên thì lại cần giới từ to. Some flowers were sent to me by Harry. Và sau đây là một số các cái động từ có thể được theo sau bởi hai tân ngữ. Phần này con bỏ qua. Các con nhìn kỹ đến phần 6. Đó là động từ chỉ cảm xúc hoặc mong ước. Câu này là câu đặc biệt quan trọng này. Họ muốn người ta gọi họ là ngài. Vậy đây động từ này bị động, các con không chia vào những động từ này mà con chia động từ call. Tức là họ muốn được gọi là ngài. Đấy, tất cả những động từ chỉ cảm xúc hoặc mong ước nhé. Muốn, ghét, thích, yêu ai đó làm gì. Đấy, thì bị động sẽ chia cái động từ này. Động từ chỉ chi giác, tin rằng, cho rằng, nghĩ rằng thì bị động sẽ chia vào chính nó. Họ tin rằng anh ta vô tội. They believe that he is innocent, hoặc là they believe him to be innocent. Thì trong trường hợp này bị động sẽ là anh ta được tin là vô tội. Nhưng các con nhìn kỹ cái động từ đằng sau này này. Bị động thì nằm ở is believed,
Nhưng động từ đằng sau này phải chuyển về to be, kể cả đây là is cũng chuyển về to be. Họ biết anh ta là một tội phạm nguy hiểm. He's known to be. Được chưa? Các động từ chỉ giác quan. Nghe thấy, cảm thấy, xe thấy rằng, vân vân. Đấy. Con nhìn kỹ nhé. Chúng tôi thấy anh ta đi ra. Chúng tôi thấy họ anh đi ra khỏi nhà. Vậy họ bị trông thấy đi ra khỏi nhà. Chia bình thường. Was seen to go out. Được chưa? Trong khi câu chủ động nó là saw them go, không có nguyên, không có be to verb, nhưng câu bị động phải saw them to go out. Động từ make và động từ have cũng là hai động từ đặc biệt khi chuyển sang câu bị động. Make him tell. Tell này là động từ nguyên thể không có to này. Họ đã bắt anh ta nói ra sự thật. Anh ta bị bắt nói ra sự thật, nhưng câu bị động phải có to. Was made to tell. Bạn nên giúp người già xách túi. Người già nên được giúp xách túi. Vậy bị động phải là to verb. Nhớ nhá, bị động với make và have. Sang câu bị động thì phải có to verb đứng sau bị động. Nhưng đọc từ let thì lại không cần. Let thì lại phải về nguyên thể. They let us go. Họ để chúng tôi đi. Chúng tôi được thả đi. Đây, we were let go. Các động từ chỉ giác quan mà đi sau bằng động từ doing thì đằng sau vẫn theo bằng động từ doing trong câu bị động. He kept me waiting. Anh ta bắt chúng tôi đợi. I was kept waiting. Đấy. Hoặc câu này. He doesn't like people laughing at him. Anh ta không thích mọi người cười nhạo anh ta. He doesn't like being laughed. Vì sao lại như vậy? Trong trường hợp này cái động từ being chính là bị động. Being laughed chính là chia bị động của từ laugh. Bởi vì động từ chỉ sở thích, không chia từ thành bị động. Cho nên ta sẽ chia ở cái này. Đúng không? Doesn't like sau like là động từ doing. Thì cái này sẽ là being cùng với be have.